rất là cảm ơn bác sĩ Trung nhất, bác sĩ Trung làm cho cô cẩn thận lắm, bác sĩ làm từ đầu đến đuôi, từ đầu đến cuối. Dạ. Bác sĩ Trung cũng nhiệt tình lắm, đã làm cho cô một cái hàm răng đẹp. Dạ. Cô rất hài lòng với hàm răng này. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay lại với kênh của nha khoa bác sĩ Trung Long Biên. Ngày hôm nay vẫn là chủ đề mất răng của người lớn tuổi. Và bên cạnh tôi hôm nay là cô Hà. Cô cũng gặp phải tình trạng mất răng. Vậy cái tình trạng mất răng này nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của cô và cô đã khắc phục nó ra sao? Thì mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của cô Hà. Hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô Hà nhé. Dạ, con chào cô. Nhờ cô giới thiệu một chút cô về mà họ tên và bản thân và địa điểm cô đang sinh sống nhé. Cô là Đoàn Thị Hà. Cô ở xã Dương Quang. Dạ vâng. Vậy trước khi đến với nha khoa thì tình trạng răng của cô đang như thế nào ạ? Thì cái răng của cô là mấy cái răng, năm cái răng cửa của cô là làm cách đây là 12 năm rồi. Sang rồi bây giờ nó lung lay, tự nhiên nó lung lay, nó lỏng ấy. Không ăn nhai được. Dạ. Cô lại sang nha khoa của bác sĩ Trung Long Biên. Bác sĩ Trung tư vấn bảo là phải cái răng này mà làm tháo lắp vậy. Bảo cô làm tháo lắp nhưng mà cô ngại tháo lắp lắm. Bảo tháo lắp bây giờ là mà tối lại phải tháo ra để rửa. Dạ. Khó lắm, vất vả lắm thì không có thời gian. Dạ vâng, phương án trồng răng thì sẽ trồng cố định cho cô luôn và cô không phải tháo ra lắp vào vệ sinh như đấy, hàm tháo lắp. Là cô cứ thích là cắm cố định này. Dạ. Thế may quá lại được cái bác sĩ bảo là cắm cố định thì được. Thế dạ là vâng. Thế là đồng ý làm. Dạ. Thế khi mà cô trồng răng thì từ khi mà cô đến với bên con bắt đầu trồng răng là cách là đợt tháng mấy cô nhỉ? Cô đến đây là tháng 3. Dạ, tháng 3. Từ tháng 3 và bây giờ là tháng 7 thì cô đã hoàn thành trọn vẹn hàm răng của mình, hàm răng cửa của mình rồi. Thì khi mà trồng xong thì cô đã ăn nhai thì cô cảm thấy như thế nào? Trồng xong thì cô ăn nhai được bình thường rồi, nhai dạ. Dễ hơn trước rồi. Dạ, cô cảm thấy trước thì có mỗi thì được nhai cái răng hàm của cô trước nó mất cái răng hàm cơ. Cái hàm trên mất mấy cái răng hàm. Còn được có mấy cái thôi. Ăn nhai khó xong mà lúc mà làm xong thì lại ăn nhai dễ. Dạ. Dễ dàng hơn trước rồi. Thế cô giúp con ăn thử một cái bánh quy này xem, một cái bánh cứng thì mà cô vừa lắp răng xong vừa hoàn thành xong. Ừ, thì cô cắn thử cho con một cái bánh này cô ăn xem là như thế nào, xem là nó có đỡ hơn nhiều không. Cô thấy ăn nhai này nó dễ lắm rồi. Dạ, ăn nhai dễ mà cảm giác là đồ ăn nó cũng ngon hơn đúng không? Vì khi mà cái răng của mình mà nó ăn nhai nó không được tốt thì thật ra là cảm nhận đồ ăn nó cũng không có ngon nữa. Mà khi mà mình có hàm răng đầy đủ này, ăn nhai tốt thì tất nhiên là mình cảm nhận đồ ăn nó cũng sẽ ngon hơn và sức khỏe của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Dạ, vậy thì trong cái thời gian trồng răng thì cô cảm thấy đau hay là cô cảm thấy vướng mắc khó chịu ở đâu không ạ? Cái hôm mấy hôm đầu tiên mà cô bắt đầu nhổ răng hôm đầu tiên làm thì chỉ đau mất hơi đau mất 3 hôm thôi. Dạ, chứ nó không có gặp cái vấn đề gì không hết. Không đau lắm, đau dạ. Như là nhổ răng thôi, cắm đi mà len nó chỉ cắm chân nó chỉ như là đi nhổ răng thôi. Dạ, rất không nỗi không nỗi đau lắm. Dạ, xong rồi dần dần là nó bình thường. Dạ, bây giờ thì mình ăn nhai ổn định này, tất cả mọi thứ ổn định, sức khỏe tốt hơn mà. Khi làm răng xong con thấy cô Hà trẻ ra mấy tuổi. Bởi vì lúc mất răng thì tất nhiên là khi mà ai mất nhóm răng cửa thì nhìn nó cũng sẽ già hơn một chút. Mà khi mà mình hoàn thành răng thì nhìn cô trẻ hơn và sức khỏe của cô cũng sẽ tốt hơn. Thế thì khi mà đến với nha khoa bác sĩ Trung thì cô cảm thấy cơ sở vật chất này và các bác sĩ và con người ở đây như thế nào ạ? Cô đến với cái nha khoa của bác sĩ Trung là cô thấy các bác sĩ ở đây là nhiệt tình lắm. Dạ. Làm cho cô đến nơi đến chốn mà cô rất là cảm ơn bác sĩ Trung nhất. Bác sĩ Trung làm cho cô cẩn thận lắm, bác sĩ dạ. Làm từ đầu đến đuôi, từ đầu đến cuối. Dạ. Bác sĩ Trung cũng nhiệt tình lắm. Cô cũng xin là cảm ơn bác sĩ Trung nhé. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Trung nhiều với tất cả, cảm ơn tất cả ở phòng khám này nhé. Dạ. Ai cũng nhiệt tình, dạ. Tôi cũng quý mến cô. Dạ, con cảm ơn cô Hà. Cảm ơn cô đã rất là tin tưởng nha khoa và gắn bó với nha khoa đến nay cũng được 10 năm. Cô chia sẻ là cả gia đình cô đều làm răng ở đây. Cả gia đình cô là
Con gái cô cũng làm ở nha khoa của bác sĩ Trung. Dạ. Nó chính, con gái cô là chính nha. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Thì thay mặt phòng khám xin được gửi lời cảm ơn đến cô Hà và gia đình cô đã rất là tin tưởng, luôn luôn gửi gắm sức khỏe răng miệng của mình đến với phòng khám. Và chúc cô với hàm răng mới này, chúc cô có một sức khỏe thật là tốt, ăn nhai thật là tốt. Cô cũng xin lời gửi lời cảm ơn bác sĩ Trung này, cảm ơn tất cả phòng khám của nha khoa bác sĩ Trung nhé, đã làm cho cô một cái hàm răng đẹp. Dạ. Cô rất hài lòng với hàm răng này nhé. Dạ vâng, thế thì đối với nhau, cô có thể gửi vài lời đến những bà, những mẹ mà cũng có cái tình trạng mà mất răng nhưng mà mọi người lại không muốn đi làm, thì cô có thể gửi vài lời động viên. Các bà, các chị có cái răng cửa mà nó hở rồi vẫn cứ để thế mà không đi làm, theo như cô là đi làm được, cứ ra nha khoa của bác sĩ Trung này là làm được. Thì cô bác sĩ Trung là rất là uy tín. Dạ, con cảm ơn cô. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.